bản án thích đáng cho người phụ nữ nát rượu. Cận cảnh chuyên cơ Nga vận chuyển gần 40 tấn hàng cứu trợ thiên tai đến sân bay nội bài. Cho vợ hờ uống sữa dẫn đến tử vong do bị sặc, người đàn ông lĩnh bản án giết người. Biệt thự bất hợp pháp mọc như nấm ở Lâm Đồng, hàng loạt cán bộ bị xử lý kỷ luật. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của Báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Tòa Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tuyên phạt bị cáo Tạ Thị Mỹ Nhung, 31 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, 17 năm tù về tội giết người, và Võ Dương Linh, tự Linh Bò, 29 tuổi, chồng của Nhung, 2 năm cải tạo không giam giữ về tội không tố giác tội phạm. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng, hành vi của bị cáo Nhung là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ coi thường tính mạng người khác, bị cáo Linh khai báo gian dối gây khó khăn cho công tác điều tra vụ án. Viện kiểm sát nhân dân cho rằng, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng bị cáo Nhung đã gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại, làm xôn xao dư luận tại địa phương trong những ngày đầu năm mới nên đề nghị mức án nghiêm khắc. Theo cơ quan công tố Bị cáo Nhung và chồng sống ở khu vực Tân An, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. Sáng ngày 10 tháng 2, tức mùng 1 Tết, Nhung cùng chồng chạy xe máy về nhà cha mẹ ở quận Ô Môn chúc Tết và uống bia. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Nhung lên xe chồng trở về nhà. Trên đường đi, hai vợ chồng được một người quen gọi điện thoại rủ đến quán nhậu ở phường Long Hưng, quận Ô Môn tiếp tục uống bia. Đôi vợ chồng này đến quán ngồi cùng với hai người bạn khoảng 21 giờ cùng ngày, bị cáo Nhung đi vệ sinh thì gặp anh là Minh Sắt, dượng của Nhung, ngồi ở bàn bên cạnh nên đến chào. Sau đó anh Sắt qua bàn Nhung mời bia và rủ cháu gái lại bàn mình mời lại. Khi anh Sắt đi vệ sinh, Nhung cầm ly bia qua mời, tuy nhiên những người trong bàn đã tính tiền chuẩn bị về. Dù vậy, thấy Nhung nhiệt tình nên họ cũng uống, nhưng không uống hết ly bia 100%. Thấy vậy, Nhung tức giận cự cãi với mọi người, sau đó về lại bàn kể sự việc cho chồng nghe. Linh liền cầm ly bia qua nói chuyện với anh sát, nhung đến bàn mời bia mà mọi người không uống hết là xem thường. Linh nói chuyện lớn tiếng, chửi thề, xảy ra cự cãi với anh HPL và được mọi người can ngăn. Linh đi về bàn, còn anh L điện thoại cho Nguyễn Ngọc Nhã, em rể của L, đến quán hòa giải. Sau đó, cả hai bàn tính tiền, ra cổng quán lấy xe. Khoảng 21 giờ 38 phút, Nhã chạy xe máy đến quán, thấy mọi người đã say, nên anh ta nói, anh em không à, Mai mốt uống cà phê nói chuyện. Tuy nhiên, khi ra trước cửa quán, hai bên lại xảy ra cự cãi. Linh bị nhóm của sắt đánh ngã xuống đường. Thấy chồng bị đánh, Nhung chạy đến căn ngăn, kéo Linh ra nhưng cũng bị nhóm của sắt đánh. Linh mở cốp xe máy, lấy khăn giấy lau máu ở miệng. Đang lúc tức giận, Nhung nhớ trong cốp xe có hung khí nên lấy ra tấn công nhiều nhát vào người của anh nhã. Người phụ nữ này sau đó cầm hung khí bỏ chạy về phía chồng nhung nắm tay kéo linh chạy vào khu vườn gần đó trên đường bỏ chạy cô ta nói chạy chồng ơi em mới đâm người ta rồi cả hai ẩn núp trong khu vườn quan sát thấy nhóm của sắt đã rời khỏi quán mới ra lấy xe chạy về quận thốt nốt trên đường đi nhung kể lại sự việc cho linh nghe khi về đến nhà linh tiếp tục kể lại sự việc cho mẹ và em ruột nghe mẹ của nhung thấy con dao sợ xui xẻo ngày tết nên ném xuống sông người mẹ động viên vợ chồng nhung đến cơ quan công an trình báo sự việc Đến sáng ngày 11 tháng 2, Linh đến công an phường Long Hưng quận Ô Môn trình báo nhưng cố tình không khai báo việc Nhung tấn công Nhã, gây khó khăn cho công tác điều tra vụ án. Còn anh Nhã sau khi bị đâm được mọi người đưa đi cấp cứu, do thương tích nặng đến ngày 12 tháng 2 nạn nhân tử vong. Lúc này Nhung mới đến công an đầu thú, còn Linh đến ngày 17 tháng 2, anh ta mới thừa nhận biết rõ sự việc. Gia đình anh Nhã yêu cầu bồi thường hơn 159 triệu đồng gồm tiền viện phí và mai táng, đồng thời yêu cầu cấp dưỡng cho hai con của anh Nhã đến tuổi trưởng thành. Các bị cáo đồng ý bồi thường theo yêu cầu phía bị hại và khắc phục được 100 triệu đồng. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Khắc Duy, 40 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 13 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là NTN, 27 tuổi, chung sống như vợ chồng với bị cáo. Theo cáo trạng, Duy và Nờ thuê nhà ở ấp suối đá, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc để sống chung và cả hai đều nghiện ma túy. Vào trưa ngày 2 tháng 10 năm 2022, sau khi uống rượu xong, Duy mua ma túy tổng hợp về rồi cùng Nờ sử dụng. Đến chiều cùng ngày, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên Duy dùng tay, chân, cán trổi bằng nhựa đánh vào người Nờ rồi bỏ ra ngoài. Đến tối, Duy đi vào nhà, nhìn thấy Nờ bị ngất xỉu dưới nền gạch nên đưa vào phòng ngủ. Sau đó, Duy lấy sữa và nước cho nở uống dẫn đến bị sặc, sau đó chết ngạt cơ học do chèn ép vùng cổ. Sau khi phát hiện N đã tử vong, Duy liền đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc đầu thú. Qua xét nghiệm, nạn nhân có chất ma túy tổng hợp loại afetamin và methamphetamin trong máu. Ngoài mức án 13 năm tù, bị cáo Duy còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 300 triệu đồng. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết một người phụ nữ đi xe máy bị nước cuốn trôi, may mắn đã được người dân cứu sống. Thông tin ban đầu cho biết, sáng ngày 20 tháng 9, bà Hồ Thị Loan, 49 tuổi, chú xóm Nam xã Ngọc Sơn, đi xe máy lên ủy ban xã rồi quay trở về nhà. Khi đi đến khu vực đường tràn ngập nước, bà Loan cố gắng chạy xe máy qua thì bị nước chảy mạnh, cuốn trôi xuống phía dưới. May mắn bà Loan đã bám được vào hàng cây bên đường. Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã ra hỗ trợ rồi ném dây thừng để kéo bà Loan vào bờ an toàn. Riêng chiếc xe máy đã bị nước cuốn trôi. Được biết, hoàn cảnh gia đình bà Loan rất khó khăn. Chồng bà Loan đã mất hơn một năm. Tháng trước, con gái bà Loan cũng bị rắn cắn tử vong, hiện bà Loan ở một mình. Lúc đó nước không sâu nhưng chảy khá mạnh. Người này chủ quan, cố đi qua và có thể mặc áo mưa nên bị nước đẩy ngã xuống. Phía dưới có rất nhiều cây nên chị ấy bám vào và gọi người ra hỗ trợ. Lãnh đạo xã Ngọc Sơn nói và cho biết, đoạn đường này hiện đã rút bớt nước, chính quyền địa phương đã dựng rào chắn và cho người canh gác để đảm bảo an toàn. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vừa họp kiểm điểm, kỷ luật các cá nhân và tập thể liên quan đến việc quản lý, xử lý sai phạm về xây dựng đất đai đối với hàng chục biệt thự xây không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành. Trong quyết định được ban hành, ông Đặng Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lạc, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Thành và ông trần ngọc hoàn công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường xã lộc nam nguyên công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường xã lộc thành bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách ông thanh bị xác định không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ quản lý điều hành theo sự phân công để hàng chục công trình xây dựng không phép việc này gây dư luận không tốt ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước tại địa phương còn ông hoàn thực hiện không đúng không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao để xảy ra sự việc trên ủy ban nhân dân huyện bảo lâm cũng kỷ luật bằng hình thức phê bình đối với hai tập thể là phòng kinh tế hạ tầng và ủy ban nhân dân xã Lộc Thành cùng năm cán bộ lãnh đạo xã phòng vì chưa thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng để xảy ra vi phạm. Loạt công trình trên được chủ đầu tư khởi công vào tháng 5 năm 2023. Khi đó chính quyền đã kiểm tra, lập biên bản yêu cầu dừng triển khai, đồng thời đề nghị chủ đất cung cấp hồ sơ thủ tục pháp lý. Tuy nhiên phía chủ nhà không thực hiện. Đến tháng 10 năm 2023 Toàn bộ công trình đã xây xong phần thô, đang hoàn thiện. Theo kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng Lâm Đồng, phần lớn biệt thự vi phạm xây 2 tầng đã xong phần thô với diện tích sàn 212 đến 270 m2 mỗi căn, 4 căn xong phần móng và một nhà tiền chế trên khu đất rộng hơn 3 600 m2. Qua đối chiếu hồ sơ, thủ tục, khu vực xây dựng các căn nhà trên không đúng quy hoạch được phê duyệt. Ủy ban nhân dân xã Lộc Thành và huyện Bảo Lâm chưa chấp hành chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vào năm 2022 về tạm dừng thủ tục phân lô xây nhà ở riêng lẻ, ở khu vực chưa phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị, xây dựng nông thôn mới. Việc này bị xác định có dấu hiệu buông lỏng quản lý về đất đai xây dựng. Ngoài ra, chính quyền sở tại chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết nên các căn nhà trên vẫn tiếp tục được xây dựng sau kiểm tra. Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 22 công trình được tổ chức xây dựng tại khu vực đồi ở thôn 10A, trong đó có 17 ngôi nhà dạng biệt thự đã hoàn thành phần thô và các hạng mục bên ngoài. Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, các công trình nêu trên xây dựng không đảm bảo quy định của luật nhà ở và luật xây dựng. Mới đây, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy, về việc xử lý cá nhân tổ chức có liên quan trong quản lý nhà nước để xảy ra sai phạm tại máy ấm Hoa Hồng, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ phòng chống bạo lực xâm hại tại các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trên địa bàn thành phố. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban nhân dân quận 12 khẩn trương ra soát, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể cá nhân có liên quan trong quản lý nhà nước để xảy ra vụ việc bạo hành trẻ trên địa bàn nếu có. Kết quả việc này cần báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Nội vụ trong tháng 9 này. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở ngành địa phương tiếp tục kiểm tra các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, kịp thời xử lý nghiêm minh khi phát hiện có sai phạm. Hồi đầu tháng 9, báo chí đã thông tin về tình trạng ngược đãi, bạo hành trẻ xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận và các cơ quan chức năng lập tức vào cuộc giải quyết để đảm bảo quyền lợi, sự an toàn của các em nhỏ ở cơ sở chăm sóc ngoài công lập này. Đến nay, 85 trẻ ở máy ấm Hoa Hồng đã có cuộc sống mới ổn định tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Làng Thiếu Nhi Thủ Đức, Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Tam Bình, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ Em Gò Vấp. Chuyên cơ của Bộ Phòng vệ Dân sự, Tình trạng khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga đã chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới Việt Nam nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả tàn khốc của cơn bão số 3, tức bão Yagi. Chiều cùng ngày, tại sân bay nội bài, với sự có mặt của Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Văn Tiến, Đại biện Lâm thời Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Nesterov, Phái đoàn Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga và các nhân viên Đại sứ quán Nga tại Hà Nội đã tổ chức lễ bàn giao hàng hóa cho phía Việt Nam đại diện Việt Nam đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ kịp thời trên tinh thần hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hàng hóa nhân đạo bao gồm thực phẩm và nhu yếu phẩm có trọng lượng hơn 35 tấn. Hàng hóa bao gồm chạm điện thoại di động 120 kW, lều 30 chỗ, lều 10 chỗ, đường, thịt hộp, cá hộp. Trong vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi, Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Mai Thị Hồng Hạnh, cựu giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty này về hai tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ. Cơ quan tố tụng xác định bà Trùm Xuyên Việt Oi đưa hối lộ 22 lần với tổng số tiền là hơn 31 tỷ đồng cho 8 cá nhân cụ thể, bị can Đỗ Thắng Hải, cựu thứ trưởng Công thương, nhận 50.000 đô la Mỹ tương đương hơn 1,1 tỷ đồng, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hơn 13 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng. Tổng cộng bị can Thọ hưởng lợi bất chính hơn 35 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Thọ còn nhận nhiều quà khủng từ hạnh như đồng hồ Patek Philippe, ô tô Mercedes, bộ gây gom hiệu Hermès. Tiếp đến, bị can Hoàng Anh Tuấn cựu phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, nhận hối lộ 5,9 tỷ đồng, trong đó đồng phạm với bị can Trần Duy Đông nhận hối lộ 5,6 tỷ đồng và trực tiếp nhận hối lộ 339 triệu đồng. Bị can Trần Duy Đông, cựu vụ trưởng vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, đồng phạm với bị can Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ 5,6 tỷ đồng, bị can Lê Duy Minh, cựu cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh nhận hơn 4,8 tỷ đồng, Nguyễn Lộc An, cựu phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước nhận 921 triệu đồng và Đặng Công Khôi, cựu phó cục trưởng cục quản lý giá Bộ Tài chính nhận hối lộ 459 triệu đồng. Đến nay, các bị can đã khắc phục hậu quả vụ án. Cụ thể, cựu bí thư Bến Tre và gia đình nộp 16,7 tỷ đồng, cựu thứ trưởng công thương nộp 730 triệu đồng, bị can Trần Duy Đông nộp 120.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 2,9 tỷ đồng, bị can Hoàng Anh Tuấn nộp 105.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 2,5 tỷ đồng. Bị can Lê Duy Minh nộp 2,9 tỷ đồng, Nguyễn Lộc An nộp 100 triệu đồng, Đặng Công Khôi nộp và đình nộp toàn bộ 20.000 đô la Mỹ, tương đương gần 500 triệu. Bên cạnh số tiền các bị can nộp khắc phục hậu quả vụ án, cơ quan tố tụng cũng kê biên tịch thu lượng những khối tài sản khủng gồm vàng, đô la Mỹ, bất động sản giá trị lớn của các bị can để phục vụ điều tra, xét xử. Theo điều tra ban đầu, bà Mai Thị Hồng Hạnh là chủ sở hữu công ty Xuyên Việt Oi. Năm 2015, công ty này có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Đến tháng 12 năm 2021, vốn điều lệ tăng lên 3.000 tỷ đồng. Năm 2023, công ty này có 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, 9 công ty liên quan do bà Hạnh thành lập hoặc mua lại cổ phần của một số doanh nghiệp. Theo quy định trong ngành kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối có trách nhiệm quản lý và thay người tiêu dùng nộp thuế bảo vệ môi trường được tính vào giá bán hàng vào ngân sách nhà nước theo định kỳ, chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày nộp tờ khai. Tuy nhiên, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, dù đã thu hộ nhà nước số tiền thuế bảo vệ môi trường là hơn 1.244 tỷ đồng, nhưng bà Mai Thị Hồng Hạnh đã không thực hiện và cũng không chỉ đạo nhân viên nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước theo quy định. Bà Hạnh chuyển tiền từ tài khoản của công ty Xuyên Việt Oi sang các tài khoản cá nhân của mình và sử dụng vào mục đích cá nhân khác, gây thất thoát số tiền nêu trên. Cơ quan điều tra xác định các công ty của bà Hạnh đang có dư nợ xấu là hơn 6.178 tỷ đồng, riêng công ty Xuyên Việt Oi đang nợ hơn 5.907 tỷ đồng tại các ngân hàng, trong đó nợ ngân hàng BIDV hơn 1.365 tỷ đồng, Agribank hơn 77 tỷ đồng, Vietinbank hơn 1.603 tỷ đồng. Đối với các dấu hiệu sai phạm liên quan đến khoản vay của công ty Xuyên Việt Oi tại Vietinbank chi nhánh Bến Tre và dấu hiệu sai phạm liên quan đến các khoản vay của công ty Xuyên Việt Oi tại Vietinbank và ba ngân hàng khác, đến nay các cơ quan chuyên môn vẫn chưa có kết luận định giá tài sản liên quan các khoản vay. Do đó, ngày 30 tháng 8 năm 2024, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tách hành vi, tài liệu về vấn đề này để tiếp tục điều tra làm rõ theo thông báo thụ lý phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm Hiện nay, trong 17 tài khoản tại 8 ngân hàng của bà Hạnh và 19 tài khoản của công ty Xuyên Việt Oi tại 5 ngân hàng chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và hơn 244 đô la Mỹ. Đối với hơn 1.000 tỷ đồng tiền thuế bị thất thoát, bà Hạnh không còn khả năng tài chính để chuyển tiền nộp thuế đã thu hộ vào ngân sách nhà nước. Do vậy, có căn cứ xác định Số tiền thuế bảo vệ môi trường mà bà Hạnh thu hộ cho nhà nước đã bị dịch chuyển khỏi tài khoản của công ty Xuyên Việt Oi để hình thành tài sản đứng tên bà Hạnh hoặc nữ đại gia này đã dùng tiền vào mục đích cá nhân khác, mua bất động sản đứng tên cá nhân để đầu tư, cho bạn bè vay mượn, đưa hối lộ. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ dự báo từ đêm 21 tháng 9 đến sáng sớm 23 tháng 9, Hà Nội mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, sau đó mưa rải rác, tổng lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi lớn hơn. Trong khi lũ sông Tích, sông Bùi rút chậm và đang ở mức trên báo động cấp 3. Cụ thể, mực nước thực đo lúc 1 giờ sáng 21 tháng 9 trên sông Bùi tại trạm Thủy Văn Yên Duyệt, huyện Trường Mỹ ở mức 7,27 m trên báo động lũ cấp 3 là 27 cm. Sông Tích tại trạm Thủy Văn Vĩnh Phúc, huyện Quốc Oai là 8,3 m trên báo động lũ cấp 3 là 30 cm. Những giờ tới, Lũ trên các sông Tích Bùi tiếp tục xuống chậm. Đến 19 giờ tối nay, mực nước sông Bùi ở mức 7,23 m, giảm 4 cm so với lúc 1 giờ cùng ngày. Sông Tích ở mức 8,27 m, giảm 3 cm. Sau đêm nay, lũ trên các sông Tích Bùi lên trở lại. Mưa lớn, lũ sông ở mức cao không chỉ gây úng ngập đô thị, nguy cơ sạt lở đất vùng đồi núi mà còn đe dọa an toàn các tuyến đê kéo dài thời gian ngập lụt sâu các khu dân cư vùng trũng thấp ven sông Tích. Bùi, Mỹ Hà thuộc các huyện Quốc Oai, Trường Mỹ, Mỹ Đức. Trước dự báo trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị các quận huyện, thị xã, sở ngành liên quan tiếp tục triển khai công tác, khắc phục hậu quả, hỗ trợ, phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của các đợt thiên tai, sự cố vừa qua. Các quận huyện, thị xã theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về tình hình thời tiết, thiên tai, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chỉ đạo cơ quan phát thanh truyền hình, và các cơ quan thông tin tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Các quận, huyện, thị xã triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, ra soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị sẵn sàng phương án tổ chức lực lượng canh gác kiểm soát hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện nhất là tại các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn tổ chức vận hành và triển khai phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ sung yếu công trình đang thi công bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, sẵn sàng phương án phòng chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều theo cấp báo động. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vừa thưởng nóng cho công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang số tiền 20 triệu đồng do đã phát hiện và đấu tranh ngăn chặn nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy đáng chú ý, trong đó có một quản lý công nhân trả lương cho công nhân bằng ma túy. Trước đó, Chiều 16 tháng 9, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác của Công an huyện Lạng Giang tiến hành kiểm tra một ngôi nhà có công nhân thuê trọ trên địa bàn xã Sương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng là Hà Đức Chính, sinh năm 1998 và Phạm Văn Tuấn, sinh năm 2000, cùng chú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 30 gói giấy bạc, một túi ni lông và một hộp nhựa chứa chất bột màu trắng, nghi là heroin. Qua giám định. Toàn bộ số bột màu trắng nêu trên đều là ma túy. Tiến hành kiểm tra test nhanh các công nhân đang chọn tại đây. Kết quả, chính, Tuấn và 8 trường hợp khác đều dương tính với ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận Bùi Văn Định, sinh năm 1975, trú tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là quản lý tổ cốt pha thuê các công nhân để hoàn thiện các công trình tại khu công nghiệp Tân Hưng trên địa bàn huyện Lạng Giang. Định chỉ tuyển chọn các đối tượng nghiện ma túy ở nhiều tỉnh thành khác nhau vào đội thợ của mình. Tùy theo tay nghề, Định trả lương từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng một ngày công. Tuy nhiên, trong số công nhân của định quản lý có người nghiện ma túy, chính vì vậy đối với số công nhân này, thay vì trả lương bằng tiền, mỗi ngày định giao cho Tuấn và Chính sẽ cung cấp hai gói ma túy, loại heroin cho công nhân vào buổi sáng và trưa trước khi đi ra công trường. Định quy định một gói ma túy là 100.000 đồng và trừ vào tiền công của các công nhân. Hiện công an huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ ba đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên án sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau vào chiều ngày 20 tháng 9. Ba bị cáo trong vụ án gồm Tô Hoài Dân, 63 tuổi, bị tuyên án 4 năm tù; Tô Công Lý, con Tô Hoài Dân, 40 tuổi, bị tuyên án 10 năm tù và bị cáo Nguyễn Bá Đam, 40 tuổi, bị tuyên án 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lợi dụng chính sách hỗ trợ 50% vốn đầu tư đối với dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định tại nghị định số 04/2009 của chính phủ, ông Tô Công Lý, Phó tổng giám đốc công ty Công Lý đã trực tiếp và chỉ đạo ông Nguyễn Bá Đam, nhân viên công ty Công Lý lập khống hồ sơ xây dựng hai hạng mục công trình gồm hệ thống xử lý nước thải và khu tiếp nhận và phân tích rác trị giá hơn 14,6 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành hồ sơ, Tô Công Lý trình Tô Hoài Dân, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Công Lý, cũng là cha Tô Công Lý, ký quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án. Đồng thời, ký tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ 50% vốn đầu tư cho công ty công lý và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phê duyệt hỗ trợ 50% vốn đầu tư cho hai hạng mục khống nêu trên với số tiền trên 7,3 tỷ đồng. Đối với bị cáo Tô Hoài Dân và Nguyễn Bá Đam đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm A khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự vai trò đồng phạm với Tô Công Lý. Riêng hành vi của Tô Công Lý với vai trò chủ mưu đã vi phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm A khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Trước đó, viện kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tô Công Lý từ 12 đến 13 năm tù. Bị cáo Tô Hoài Dân và Nguyễn Bá Đam mỗi bị cáo từ 7 đến 8 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xem xét toàn diện, hội đồng xét xử đã tuyên các bị cáo Tô Công Lý 10 năm tù, Tô Hoài Dân và Nguyễn Bá Đam mỗi người 4 năm tù cùng tội danh trên. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Tô Công Lý bồi thường cho bị hại là Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau hơn 203 triệu đồng. Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, cả ba bị cáo trong vụ án đều xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ông dân cho rằng do tin tưởng tuyệt đối vào con trai và những người làm công nên dẫn đến sự việc hôm nay, đồng thời thể hiện tâm huyết đối với sự nghiệp môi trường và phát triển chung của quê hương Cà Mau, Bạc Liêu. Khi chưa bị khởi tố, cha con ông dân được biết đến là đại gia ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài đầu tư nhà máy xử lý rác thải, công ty công lý còn là chủ đầu tư nhà máy điện gió Bạc Liêu, điện gió Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Sau cơn bão số 4, mưa lớn kéo dài, hàng tấn ngao, sò giạt trắng bờ biển ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trưa 20 tháng 9, hàng trăm người dân xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An mang theo nhiều dụng cụ như rổ, xô, bao tải đi nhặt lộc trời. Một đoạn bờ biển dài gần 1 km ở xóm 6, xã Diễn Trung xuất hiện dày đặc các loại ngao, sò. Chị Nguyễn Thị Thanh, chú tại huyện Diễn Châu cho biết, sau mỗi lần biển động hoặc mưa bão, ngao sò sẽ bị sóng biển đánh giạt vào bờ. Tuy nhiên, lượng ngao sò giạt vào bờ rất ít. Đây là lần đầu tiên ngao sò bị đánh vào bờ, dọc đoạn biển diễn chung nhiều như vậy. Người dân tranh thủ trời giáo, ra biển nhặt ngao về ăn và bán. Chỉ sau chừng một giờ đồng hồ, nhiều người dân đã nhặt được cả tạ ngao. Người dân nơi đây cho biết, ngao biển này có giá từ 35.000 đồng đến 40.000 đồng một kg. Nhiều người nhặt ngao về ăn, một số khác đem lên bờ bán cho thương lái. Được biết, năm 2023 và đầu năm 2024, ở các vùng biển như Cửa Lò, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, cũng từng xuất hiện hiện tượng sò huyết, ngao tím, bị sóng đánh giạt vào bờ sau các đợt mưa bão áp thấp nhiệt đới. Cơn bão số 3, siêu bão Iagi là một trong những siêu bão lớn nhất, mạnh nhất trong vòng 30 năm gần đây. Khi tiến vào đất liền, siêu bão Iagi mang theo sức gió giật cấp 13, cấp 14, có nơi giật cấp 17 và những trận mưa lớn kéo dài gây ra lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất trên diện rộng. Các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ chịu tổn thất nặng nề về con người và tài sản. Hàng nghìn ngôi nhà bị sập, hàng nghìn gốc cây bị bật gốc, đường xá giao thông bị chia cắt, cơ sở hạ tầng, hoa màu bị tàn phá nghiêm trọng. Có nơi đã biến thành một vùng nước trắng xóa chỉ sau một đêm. Mọi hoạt động sản xuất và đời sống bị đình trệ hoàn toàn. Trong đó đêm mùng 9 tháng 9, bước sang ngày mùng 10 tháng 9 năm 2024 đã trở thành một đêm kinh hoàng đối với nhiều người dân thành phố Yên Bái. Đến giờ mỗi khi nhớ lại ký ức kinh hoàng đó, bác sĩ Bùi Thị Bích Hợi, Trạm trưởng Trạm y tế phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vẫn không khỏi choáng váng bàng hoàng chia sẻ. Ca trực tối mùng 9 tháng 9 năm 2024, trạm chúng tôi có tổng số 4 người, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, có một bệnh nhân nữ 76 tuổi ở tổ 12 vào trạm trong tình trạng tăng huyết áp. Sau khi thăm khám và xử lý, khoảng 15 phút sau thì huyết áp bệnh nhân ổn định. Chúng tôi đã cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi và động viên bà ở lại trạm để tiếp tục theo dõi. Khoảng 20 giờ, tôi nghe có tiếng gọi và hô hoán của người dân, nước suối đang cao ngập đến mặt cầu rồi. Sau đó chúng tôi đã được một số bà con nhân dân hỗ trợ cùng kê đồ đạc máy móc, thiết bị điện tử lên cao. Nhưng đến tầm 21 giờ, thấy nước tràn về rất nhanh, tôi lập tức gọi điện đề nghị ứng cứu. Chỉ tầm 15 phút sau, đội cứu hộ của phường đã tới và khẩn trương chuyển bệnh nhân về nhà an toàn. Kiếp trực chúng tôi đã khóa hết cửa các phòng sơ tán sang tầng 2 của nhà dân. Nhìn qua cửa sổ, toàn bộ mênh mông như một dòng sông, chỉ mờ mờ thấy mái nhà của trạm trong biển nước. Chúng tôi chỉ biết khóc trong bất lực xót xa. Bác sĩ Hợi kể lại mà giọng vẫn còn run run. Cấp cứu bệnh nhân nguy kịch trong điều kiện giao thông, thời tiết bình thường đã cần phải chạy đua với thời gian từng phút từng giây. Và giữa mưa bão, nước ngập đêm tối, đường sạt lở đất thì khó khăn càng nhân lên gấp bội. Câu chuyện về các ca cấp cứu giành giật lại sự sống cho bệnh nhân trong điều kiện Hoàn cảnh hết sức khắc nghiệt, nguy hiểm của đội ngũ nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái những ngày đỉnh điểm của cơn bão số 3 vừa qua là một ví dụ điển hình về sự tận tâm, nỗ lực, quyết đoán, kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng của đội ngũ nhân viên y tế. Trong khi đó, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Lan Anh, giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết, những ngày lũ đỉnh, chúng tôi vẫn chia nhau đi thuyền, leo bộ qua đồi vào bệnh viện để làm việc. Trong đó tất cả anh chị em gia đình bị ảnh hưởng vẫn đi làm đi trực, gác lại việc nhà với tinh thần tất cả vì người bệnh. Nhiều đêm bệnh viện thức trắng là chuyện bình thường, thậm chí giữa đêm bão lớn, các bác sĩ còn phải hướng dẫn đường đi qua điện thoại và lo cho cả ca cấp cứu trên đường đến viện. Trong những ngày đỉnh điểm của đợt mưa lũ vừa qua, nhiều đơn vị y tế đã tiếp nhận và bố trí chỗ tạm trú tránh sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Bệnh viện Đa khoa tỉnh không chỉ đảm bảo an toàn cho người bệnh mà còn bố trí nơi ở cho các gia đình chạy lũ đồng thời cùng các nhà hảo tâm lo chú đáo cơm nước cho họ. Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại vào ngày 19 tháng 9, tức là trước thời hạn, đã không ít người đặt ra câu hỏi liệu bà Hằng có được quay trở lại điều hành công ty Đại Nam ngay khi mới ra tù hay không. Bàn về vấn đề này, luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, theo khoản 2, điều 17 luật doanh nghiệp 2020, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hay đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra, luật này cũng quy định người đại diện theo pháp luật, giám đốc hay chủ tịch của công ty không có quy định cấm về việc người đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích có quyền điều hành công ty. Vì vậy, trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng dù đã được xóa án tích hay chưa vẫn có quyền trở lại điều hành hoạt động của công ty Đại Nam mà không bị pháp luật nghiêm cấm. Về việc xóa án tích, luật sư Hùng chia sẻ, pháp luật quy định người bị kết án sau khi chấp hành hình phạt tù và thời gian thử thách sẽ được xóa án tích. Bộ luật hình sự 2015 quy định có 3 trường hợp được xóa án tích, gồm đương nhiên được xóa án tích, xóa án tích theo quy định của tòa án và xóa án tích trong trường hợp đặc biệt. Với trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng, trong thời hạn 2 năm từ ngày chấp hành xong hình phạt chính, ngày 19 tháng 9 năm 2024, nếu bà Hằng đã chấp hành xong hình phạt bổ sung và không thực hiện hành vi phạm tội mới thì sẽ thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích. Về trình tự, thủ tục để xóa án tích Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia, Bộ Tư pháp sẽ hướng dẫn Sở Tư pháp trực tiếp quy định các thủ tục chi tiết để xóa án tích cho các trường hợp được đương nhiên xóa án tích. Người muốn làm thủ tục đương nhiên xóa án tích sẽ nộp đơn tới Sở Tư pháp của tỉnh, thành phố nơi mình thường trú. Đối với trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng là Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Chiều 20 tháng 9, hội đồng xét xử bước vào phần thẩm vấn các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử thẩm vấn nhóm bị cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư thông qua phát hành 25 mã trái phiếu khống không có tài sản đảm bảo, trong đó có bị cáo Trương Huệ Vân, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo đó, bị cáo Trương Huệ Vân, 38 tuổi, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor VFM C thừa nhận hành vi theo cáo trạng rằng thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Huệ Vân đã ký các hợp đồng chứng từ khống để VKMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, công ty An Đông mua sơ cấp trái phiếu, giúp Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành hai mã trái phiếu của công ty An Đông, giúp sức cho bị cáo Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng. Bị cáo cho biết sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Bị cáo vân trình bày tại tòa, số tiền quá lớn, bị cáo làm thuê với mức lương 80 triệu đồng một tháng nên khó có khả năng khắc phục. Nhưng bị cáo có vận động gia đình cố gắng. Thầm tâm bị cáo không muốn lừa, chiếm đoạt tiền của ai. Bị cáo xin lỗi các bị hại vì mình đã làm ảnh hưởng đến gia đình người ta như thế. Tại giai đoạn 1 của vụ án, Trương Huệ Vân bị phạt 17 năm tù về tội tham ô tài sản. Người này bị cáo buộc đã thực hiện chỉ đạo của Bà Lan, đồng thời lợi dụng chức vụ quyền hạn là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chỉ đạo cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay tại SCB, giúp Bà Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng và gây thiệt hại 25 tỷ. Bản án xác định Vân phạm tội đơn thuần do bị Bà Lan chỉ đạo và tin tưởng hoàn toàn vào Bà Lan, không tham gia vào quá trình giải quỹ dòng tiền vay từ SCB bị cáo đã ăn năn hối cải, có nhiều tình tiết giảm nhẹ như có nhiều bằng khen, giấy khen của các bộ ngành trung ương về thành tích tham gia phòng chống Covid-19 đã vận động gia đình nộp khắc phục thêm một phần thiệt hại. Hiện Vân đã kháng cáo bản án này. Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây sạt lở đất đá tại khu vực xóm Rằng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc và xóm Rài, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn. Cụ thể, do ảnh hưởng của mưa lớn đã gây ra vết nứt và tiếng nổ lớn phát ra từ đồi ao ếch phía sau xóm rằng xã cao sơn nguy cơ rất cao sạt trượt xuống khu vực cụm dân cư tại vị trí lớn nhất có độ cao khoảng 200 trăm m xuất hiện cung trượt dài khoảng 500 trăm m với khối lượng đất đá sạt trượt rất lớn chính quyền địa phương đã sơ tán 30 hộ với 126 nhân khẩu đến nơi an toàn tại xóm rài xã tuân đạo huyện lạc sơn sau hoàn lưu cơn bão số 3, với nhiều đợt mưa lớn kéo dài đã xuất hiện nhiều vết nứt sụt lún có nhiều vết nứt sụt lún dài từ 1 đến 3 mét, sâu từ 2 đến 3 mét và dài khoảng trên 800 mét. Ngoài ra còn nhiều vết nứt nhỏ, phạm vi ảnh hưởng khoảng 7 hecta. Sụt lún đã làm ảnh hưởng đến 111 hộ với 539 nhân khẩu, trong đó phạm vi khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng đã phải di chuyển khẩn cấp 60 hộ với 278 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhiều hộ đã nứt nhà, sụt lún móng nhà, hư hỏng nhà và nguy cơ cao sạt lở bất cứ lúc nào. Ước tính lượng đất đá nếu sạt xuống vào khoảng 7 đến 8 triệu mét khối đất đá. Đến thời điểm hiện tại, các điểm nứt, sụt lún vẫn đang tiếp tục phát triển rộng thêm và có nguy cơ sạt trượt trên diện rộng, đặc biệt khi có mưa, đất đá bão hòa. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện Lạc Sơn và Đà Bắc tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở ổn định chỗ ở tại nơi di rời, hỗ trợ người dân đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu. Các lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở, căng dây cắm biển cảnh báo, kiên quyết không cho người dân quay về nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn.